Mệt quá, nghỉ tí đi. Nào, chiều anh chút xíu đi, cuối tháng anh cho em tiền. Mỗi tháng anh đều cho tôi có mười mấy triệu à, mà ngày nào cũng đòi hai ba hiệp hết trơn á, riết rồi sức đâu mà chịu nổi. Ít nhất á, mỗi tháng anh phải cho tôi thêm tiền để tôi đi shopping này nọ đi chứ. Nè, sao đột nhiên bữa nay vợ chứng vậy hả? Rõ ràng trên hợp đồng ghi á, mỗi tuần có gặp nhau có 4-5 lần à, mà đằng nào ngày nào anh cũng đòi tôi qua đây hết trơn á. Riết rồi sức đâu mà chịu nổi. Mười mấy triệu của anh á, tôi tẩm bổ cho tôi để tôi phục vụ cho anh á, không đủ. Đúng, tôi khỏe. Còn trên hợp đồng á, có ghi rõ ràng là hai bên đều tự nguyện với nhau, không có tốn thêm tiền. Vậy mà hôm nay cô lằng nhằng cái gì nữa? Nhưng mà đây là bóc lột đó. Đó là tôi đang mang ơn cho cô. Ở ngoài kia kìa, cô biết bao nhiêu là người con gái đang hèn thuần tôi. Còn cô á, mới có 20 tuổi đầu à, mà nét bấy á đó. Bây giờ cô làm được không? Không làm được á thì biến. Được, mười mấy triệu đó tôi bo cho anh luôn á. Trời ơi, cái váy nó đẹp dữ vậy trời. Trời ơi, cái đôi giày này cũng đẹp nữa nè. Mà sao mắc quá vậy ta? Tận 5 triệu lận. Giờ kiếm đâu ra tiền đây ta? Càng nghĩ càng tức mà. Biết vậy á, mình không có sĩ diện đâu. Lấy mười mấy triệu thì giờ đỡ cực hơn rồi. Thằng chó đó được củ chùa cả tháng, hên thiệt chứ. Còn mình xui tận mạng. Má tức. Hay là bây giờ mình gọi mình đòi tiền ta? Đúng rồi, tiền của mình làm ra mà. Bây giờ không có mối nào ngon á, tạm thời phục vụ thằng cha đó cũng được. Nghe máy đi trời. Ủa, bữa nay sao gọi cho anh vậy cưng? Anh à, em xin lỗi nha. Hôm đó em quạo á, chắc là tới tháng á. Hay là hôm nay anh qua nhà em đi, em mới mua cái bộ cosplay con thỏ, đảm bảo anh sẽ thích. Cưng nói chuyện nghe mắc cười ghê. Cưng ấy giờ chỉ là cái thứ rẻ rách thôi, hiểu không? Anh đây không có thèm nữa. Nè, anh nói cái gì vậy? Nghe không hiểu hả? Hàng hết tát á thì đòi hỏi gì nữa? Có khuyến mãi kèm theo á thì may ra anh mày còn mua. Khốn nạn. Nè, cô muốn kiếm tiền á thì nói ngọt, anh đây còn nói giúp cho mối khác. Nhưng mà cái giá hạ xuống một nửa thì may ra người ta còn chịu. Nè, nè, thằng chó này. Anh trai, sao anh ngồi một mình với anh trai? Cùng em nói chuyện liên thuyên có được không? Được, em uống nước gì kêu đi. Thôi khỏi đi, em có nước này rồi. Giờ chỉ cần người tâm sự thôi. Em đúng là ngọt ngào như cái miệng chúm chím của em vậy đó. Nhưng mà anh không thích nói chuyện tâm sự, anh muốn vô thẳng vấn đề. Ừ,
Nhưng mà em không có thích đối tác ngày, em thích theo tháng. Được, em trả giá đi. 20 triệu một tháng. Ồ, 20 triệu một tháng. Chốt đơn. Giờ anh hẹn em tối nay. Trời ơi, sao anh chưa tới vậy ta? Em chờ anh hả? Anh hỏi gì kỳ nhở? Chờ anh chứ chờ ai? Nhớ anh muốn chết luôn ạ. Anh có mua trà sữa cho em nè, uống đi. Lại còn mua trà sữa cho em nữa. Không lẽ yêu em thiệt rồi đúng không? Ừ, anh yêu em thiệt rồi đó. Ngoan, uống trà sữa đi, rồi mình vui vẻ. Em uống nha. Ừ. Nhìn ngon ghê á. Đúng là ngon thiệt đúng không? Ừ. Uống hết đi em. Ly. Ly. Trà. Sữa. Mọi chuyện tôi đã làm xong xuôi hết rồi. Tôi đã lấy thần nó xong rồi. Anh chỉ bị tiền đi. Anh yên tâm. Không sao đâu. Sức trẻ mà. Có một quả thần nó xin thế gì. Chuẩn bị tiền cho tôi đi.